Hello, xin chào các em đã đến channel của mình nhá. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn em cách mod map gara lau chùi xe nhá. Thì giờ thì mình sẽ vào review cho anh em trước và tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em nhé. Rồi let's go. Đầu tiên anh em sẽ vào ứng dụng Vativer cho mình nhá. Rồi sau đó anh em sẽ kiếm cho mình mục download. Rồi sau đó anh em sẽ kiếm cho mình cái file gọi là map lau chùi xe V2.7 nhá. Thì đường link map lau chùi xe thì mình có để dưới phần mô tả của video nhá. Thì sau khi anh em tải về là nó sẽ nằm trong mục download của anh em nhá. Rồi sau đó anh em sẽ bấm vào cho mình này. Rồi giải nhanh tại đây nhá. Rồi thì sau khi anh em giải nhãn xong là nó sẽ có một cái mục gọi là map rửa xe V2 nhá. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình một nút down ở trên đỉnh của màn hình nhá, một nút down. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình bộ nhớ thiết bị nhá. Rồi Android nhá, rồi OBB nhá, rồi com.maleo.bitsimotor nhá. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình vào cái main 200633.maleo.bitsimotor đấy nhá, bấm vô này. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình nút xem nhá. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình nút access nhá. Rồi pin nhá, rồi data nhá. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình dấu cộng ở cuối góc màn hình nhé. Bấm dấu cộng này. Rồi sau đó anh em sẽ chọn cho mình cái mục đầu tiên nhé. Mục đầu tiên này. Bấm vào này. Rồi sau đó anh em sẽ kiếm cho mình mục download nhé. Mục download. Rồi sau đó anh em sẽ kiếm cho mình gọi là cái file mà hồi nãy anh em giải đén ra. Đây này. File giải đén ra nó sẽ ra cái mục gọi là map rửa xe V2 nhé. Rồi sau đó anh em sẽ bấm vào cho mình. Rồi sau đó anh em sẽ chọn cho mình cái hai cái file màu trắng nhé. Bấm 1 này, 2 này. Rồi sau đó anh em sẽ bấm vào nút thêm cho mình. Thêm nhá. Thì anh em chờ khoảng nó chạy 100% được nhá. Đó thì model nó cũng khá là dễ thôi. Thì anh em nào mà thấy video của mình hay á và dễ hiểu, đừng quên like và share để ủng hộ cái kênh Kuka Channel của mình nhá. Rồi như vậy là xong nhá. Rồi chúc anh em model thành công nhá. Rồi bye bye.